Xin chào chị em nha, hôm nay giới thiệu với anh chị em mình cái lô 3 chiếc Seiko phong vuông rất là đẹp anh em ha. À, giá cực kỳ tốt luôn, từ 250 tới 450 ạ. Ok anh em mình yêu thích mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em anh em nha, về tình trạng và kích thước anh em ha. Những mẫu đăng này, những mẫu hàng bao chạy anh em mình có thể kéo xuống phần bình luận xem thêm các thông tin liên hệ cũng như cái cách thức mua bán bên em để cái việc bán diễn ra màu lẹ anh em nha. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều ạ. Chiếc này chiếc Seiko rất là đẹp luôn anh em ha. Dây khóa rin anh em nha, bản này chạy máy máy 8N anh em nha, máy bắt đầu 8N, những cái máy được gắn trên những cái phiên bản rất là cao cấp của Seiko anh em ha. Chiếc này trang bị kính sapphire luôn anh em nha. Nói chung là độ mới nó thì không có phải xuất sắc nhưng mà nó vẫn còn rất đẹp luôn anh em. Tại vì cái màu này là cái màu vàng đồng anh em nha, chứ không phải là màu vàng kiểu vàng vàng đậm vàng chói anh em ha, chứ không phải nó phai đâu anh em nha. Hàng cổ nhưng mà còn rất là ok luôn. Phong vuông này dành cho nam em nha, những anh em nam mình thích phong vuông tay vừa tay nhỏ size 24 anh em nha. Đầu dây nó to lắm, đầu dây nó kéo từ 22 xuống anh em ha, rất đẹp. Để em xem đi tay thử, đi tay trước này 16 năm thoải mái luôn anh em nha, 16 năm thoải mái luôn ha, đơn giản nhưng mà cực đẹp luôn. Kính sapphire nữa nha, chiếc này em bán 450 thôi. Dây khóa rin anh em ha, này mình móc vô đây anh em nha, móc vô đây bóp lại anh em nha. Ra chiếc số 1 chiếc số 2 chiếc Seiko Chronos em nha. Chiếc này thì máy của dòng Chronos này thì quá xịn lên em ha. Chiếc này mẫu cái là kính nó hơi hơi có nhiều vết xước tí em nha. Tuy nhiên hàng cổ mình có thể đeo luôn được, khỏi đánh bóng được em nha. Dây khóa rin demy đẹp ha, bản demy luôn, bản hot mặt màu vàng nữa em nha, size 27 em ha. Dây khóa thì free size nên mình tăng được thoải mái, khỏi lo về ni tay em nha. Nó hơi xước tí, nhìn kỹ thấy anh em ha, xước nhiều nhưng mà nó không không có sâu, cũng không có nứt anh em nha. Hàng này rất cổ luôn anh em ha, demy nó nước vàng còn ok. Anh em mình bật full HD lên á, mình sẽ xem nó sẽ chi tiết anh em nha. Dòng xe cổ cổ hoặc City hoặc Orient cổ thì nó hay mấy cái núm mà vàng nó hay bị oxy hóa anh em ha, hay bị xanh xanh, nhưng mà con này thì còn đẹp, bán 300 thôi anh em nha. Chiếc này size rất là ok luôn, cũng zin hết, ba chiếc này dây khóa zin hết này nha. Nói chung là zin hết trừ cục pin em thay mới thôi, em thay pin xịn cho anh em mình rồi ha, size 28 nha. Cái mặt này nó có lên dầu nhẹ anh em nha, nhìn hơi khó thấy anh em ha, nhưng mà nó có lên dầu nhẹ anh em ha. Dây khóa zin luôn. Máy 7830, bản này bản thép đúc anh em nha. Bản 250 thôi. Quá rẻ so với chất lượng cũng như thương hiệu anh em nha. Ok ạ. Anh em thích mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha. Liên hệ số điện thoại 076 362 0039. Cảm ơn chị em mình nha.